Sau một cái thời gian lăn lộn mà series 1 và series 2 thì nay chúng ta đặt chân được đến cái series 3. Phải cả trưởng luôn mọi người ơi, thật là bỡ ngỡ và hoang mang. Cái giang hồ đồn đại pháo đại biển của cái series 3 này luôn tồn tại những cái điều bí ẩn, nên là tôi đã tiến thẳng về nơi đây. Và rồi tôi đã nhìn thấy một cái xác quỷ, phải cả trưởng luôn, đó chính là cái xác quỷ Shadow mọi người ơi. Gửi cho mọi người, nó luôn tồn tại những cái điều bí ẩn như vậy đấy. Thì ok, thì cái hành trình ngày hôm nay đó chính là ở cái level 1500 này, tôi sẽ phá đảo cái series 3 này, truy tìm 38 xác quỷ luôn. Rồi cho mọi người, gửi quá thì nhớ cho xin một like và một lượt đăng ký kênh nhé. Và như một chuyện để đón xem những video mới nhất luôn nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Như vậy là tôi đã tìm thấy được cái xác quỷ Shadow đầu tiên. Trong 38 xác quỷ này thì cái xác quỷ Dragon là sẽ là không thể nào mà tồn tại được nha mọi người. Vì cái xác quỷ đó đã bị khóa lại rồi, nên là trong 38 xác quỷ này chắc chắn là tôi sẽ không tìm thấy cái xác quỷ Dragon. Nhưng mà tôi cũng đã ăn trước cái xác quỷ Dragon, nên là coi như là cái xác quỷ Dragon cũng đã có mặt rồi nhé. Ở cái số 3 này thì có tổng cộng là 3 cách để mà kiếm được cái xác quỷ. Thứ nhất là random, thứ hai là đi chi tìm xác quỷ, và thứ ba đó chính là hải tặc. Cái đám hải tặc nó đang tấn công vực pháo đài trên biển nè mọi người ơi. Vô cái để xem thử coi hải tặc nó mang đến cái xác quỷ gì nha mọi người. Ôi, nói chung là cái level 1500 này tôi có rất là ít máu luôn đó mọi người. Chứ cần mà nó khiêu nhẹ 2-3 phát nè, tôi lên đường liền luôn đấy. Đây là tôi tập trung là đánh ra trên không nha mọi người, đánh ra trên cao vừa đánh vừa chạy, kết hợp với lại là cái tộc thỏ thì đấu trà nó dí luôn đấy. Rồi ok, và đây chính là cái thằng chùm nè mọi người, để xem coi nó mang cái xác quỷ gì đây. Đó, rồi ok, đầu tiên đây chính là cái chóp à. Ôi, bèo dữ bái. Tự nhiên bây giờ ra sâu qua ngoài đó mọi người, nói chung là chơi số 3 cũng khá là buồn luôn. Nói chung là tôi đi mà tôi chả thấy ai cả, có khi mà gặp hải tặc đó mọi người mà cũng không thấy ai đánh cả. Còn cái này là tôi treo hải tặc là tôi đang treo ở server VIP nha. Giờ ok, đây là chính là cái xác quỷ thứ ba, thứ tư đúng không, thứ tư tính trái gồng nữa là thứ tư, đó chính là cái xác quỷ chấn động nha mọi người. Cũng được đấy, cái hành trình thứ hai đó chính là cái hành trình đi truy tìm xác quỷ. Nếu mà bạn nào có cái máy định vị á thì tìm nó cũng khá là dễ, còn nếu mà bạn nào không có cái máy định vị á thì phải đi tìm từng đảo nha mọi người. Còn cái này là tôi không cần hiển thị máy định vị luôn, tôi vẫn biết cái xác quỷ đang ở đâu luôn đó mọi người. Vì cái con ẹt chính của tôi nó đã treo và nó phát hiện km ở đâu thì tôi biết ở đó thôi. Và rồi tôi đã nhìn thấy một cái xác quỷ, đó chính là cái xác quỷ lẹo lẹo bát luôn. Ôi trời ơi, phải trưởng mọi người ơi, lâu lắm rồi mới thấy lại luôn á trời. Chứ hồi xưa đi lượm leo bát miết luôn á mọi người. Mà nói chung là làm clip lâu lắm rồi là không hề thấy là cái xác quỷ leo bát luôn đó, ngày hôm nay mới thấy lại luôn á trời. Không ngờ mà Shiba nó nhân phẩm như vậy luôn đấy. Mở màn là đã lượm được cái xác quỷ Shadow, không ngờ mới có mấy trái thôi là đã lượm được thêm cái xác quỷ truyền thuyết nữa, đó chính là cái xác quỷ leo bát. Thì ra là bây giờ là cái xác quỷ truyền thuyết nó bao nhiêu ở Shiba để cho người ta về Shiba người ta chơi sao đâu á. Cái bữa trước này tôi treo ở Shiba là nói thiệt là lượm đâu đó là khoảng 50-60 trái mới được một xác quỷ truyền thuyết đấy mọi người. Còn bây giờ thì mới đây là đã được 2 trái rồi đó nha, gợi thiệt luôn đó mọi người ơi. Và rồi 1 tiếng là 5 phút tiếp theo tôi lại phát hiện cái thằng hải tặc nó núp trong đây chi trời, chơi chúng tìm ở giữa ba. Nói chung là có random nha mọi người, có random, nhưng mà những cái xác quỷ mà trùng á, trùng đập thì tôi khỏi đưa vào đi nha. Chứ thật sự trùng đập á thì phải nói nếu mà đi tìm mà 38 xác quỷ đó mọi người, nó sẽ trùng đập rất là nhiều luôn. Nó trùng đập có thể là mình phải tìm đâu đó là khoảng 70-80 trái, có thể là cả 100 trái đấy, cả 100 trái mới ra được 38 xác quỷ khác nhau nha, không phải là giỡn đâu. Giờ ok, xác quỷ tiếp theo đó chính là cái xác quỷ Slam, xác quỷ lửa nha mọi người. Chưa dừng lại đó, cái đám hải tặc tiếp theo nó đã tấn công vực pháo đài trên biển rồi đó, mất tiêu hết trơn rồi. Ấy cha cha, chỉ còn cái thằng chùm thôi mọi người ơi. Có người hỗ trợ đó mọi người, có người hỗ trợ quấn cho nó nhanh đấy. Chơi level 1500 quấn lâu lắm, quấn thằng chùm thôi, quấn mấy thằng kia làm gì. Giờ cái xác quỷ tiếp theo nữa đó chính là cái xác quỷ Spin, xác quỷ quay đó mọi người. Cứ bạn đến cái đảo cây đại thụ vì nghe theo cái tiếng gọi của con tim ở đâu đó quanh đây xuất hiện một cái xác quỷ đó mọi người. Giờ ok, để xem coi, hình như là nó sẽ có ở đây, nó có ba cái vị trí. Ba cái vị trí đầu tiên đó chính là cái vị trí chỗ này nha. Giờ cái chỗ này là cái chỗ mà xuất hiện cái trái chuối nè. Giờ ok, để coi có cái trái chuối nào đây hay không. Không có trái chuối nha mọi người, nhưng mà có một xác quỷ màu nâu, phải trưởng luôn, có trái chuối. À, có trái chuối nữa mọi người, có bên trái chuối đó chính là cái xác quỷ vui ma mút. Ôi dồi ôi luôn, truyền thuyết không vậy trời. Phải trưởng luôn, hôm nay rất là nhân phẩm mọi người ơi. Ba xác quỷ truyền thuyết nhưng mà không hề bị trùng lập luôn, không hề bị trùng lập luôn nha. Rồi chờ, nói chung là bình thường là tôi lượm mà giống như là kiểu mà lượm được trái bột thì nó hơi cũng lượm được trái bột, mà đi tìm chi tìm bảy trên tám xác quỷ nó rất là khó, nó khó lượm khó có chỗ đó đấy. Đấy, trước mắt là được ba cái xác quỷ truyền thuyết khác nhau rồi đó mọi người. Rồi thiệt luôn á trời, quỷ Dragon nghe nói mà sắp được update đó mọi người. Tôi nghe nói mà hình như nghe nói 1.5 năm nay rồi mà tới giờ vẫn chưa có update nữa. Hình như là xác quỷ Dragon bây giờ cũng hiếm lắm, tại vì đa số mọi người đều đã ăn hoặc là đã sử dụng hết rồi, hoặc là có người giấu, có người để dành đó mọi người, để dành để đợi nó lên giá, biết xong lên giá đấy, đợi 5.5 này luôn, đợi không nổi nghỉ game hết trơn, xong rồi ôm luôn cái xác quỷ Dragon đó. Bây giờ không thấy xác quỷ Dragon nào luôn đúng không? Giờ ok, tiếp tục đây mọi người ơi, đó chính là cái xác quỷ cát nha mọi người. Đánh hai tặc á, đánh hai tặc với lại là nhà máy thì hình như là tôi cũng không có thích lắm, tại vì khi mà đánh hai tặc nhà máy mà mình treo đó mọi người, mình treo theo kiểu mà rồi là mình đánh liên tục á, đánh liên tục là nó sẽ ra cái xác quỷ xăm xăm á mà. Còn nếu mà mình đi
ra server ngoài nha. Ra server ngoài đôi khi là mình đánh là nó vẫn ra được cái chắc quỷ xịn. Vì tôi thấy rằng là cái server ngoài, cái server thường đó mọi người, là nó vẫn nhân phẩm nhiều hơn so với lại server VIP. Server VIP giống như là kiểu mình treo mình bam đó, nên là nó cũng hạn chế mấy cái vấn đề này lắm mọi người ơi. Do cái tiếp tục đó chính là cái chắc quỷ bỗng tối. Hồi nãy giờ là vẫn có random nha, nhưng mà random nó ra cái chắc quỷ trùng lập đó mọi người. Trùng lập nên là tôi cũng bỏ. Với lại là đi tìm chắc quỷ đó, chắc quỷ mà trùng lập tôi cũng bỏ. Chủ yếu là cái chắc quỷ truyền thuyết mà kiểu mà nó khác nhau thì tôi để lại cho mọi người coi thôi. Do cái tiếp tục đó chính là cái chắc quỷ trai. 3 giờ cái nơi mà hồi nãy con tìm tôi nó kêu rồi. Và tại đây tôi đã phát hiện một cái chắc quỷ màu xanh của Kitsune luôn mọi người ơi. Đây là vị trí thứ hai ở cái đảo cây đại thụ đó mọi người, đó chính là cái chắc quỷ Kitsune Fake. Và trưởng luôn, nếu mà tìm được cái chắc quỷ Kitsune mới là cái thứ quan trọng nhất nha. Trong mấy chắc quỷ, trong 38 chắc quỷ này thì cái chắc quỷ Kitsune, chắc quỷ Leopard là hai cái thứ mà được rồi là sẽ là khó tìm nhất đúng không? Nhưng mà chắc quỷ Leopard đã tìm được rồi. May mắn là cái chỗ đó đó mọi người. Tiếp theo là cái chắc quỷ Kitsune mới là vấn đề quan trọng. Và như thế là đã được 5 chắc quỷ xịn rồi đó mọi người. 5 chắc quỷ mà từ 1 triệu Bailey trở lên đó nha. Hình như là muốn random cái chắc quỷ xịn á là cái kiểu mà giống như là mình phải vừa đi farm level mà vừa random á nha. Là nó hay ra cái chắc quỷ xịn lắm. Còn nhiều khi mà cứ vô random không làm gì hết trơn đó mọi người. Đó nó ra cái chắc quỷ gì đâu không à. Rồi quay tiếp tục rồi sao mọi người ơi. Tôi để ý theo kiểu mấy lần mà tôi làm clip mà farm level ở season 2 rồi đấy, là tôi cứ vừa farm level vừa đi random là nó hay ra chắc quỷ xịn lắm. Còn không á, nếu mà tôi làm clip mà dùng mà chính tôi đó mọi người, vô random không là đôi khi là nó không ra cái chắc quỷ xịn. Mình phải làm giống như là một cái con ngạc thật vậy đấy thì lúc đó nó mới ra chắc quỷ xịn nha. Còn không là mình cứ nghĩ cái mình là giống như là robot gì đó mọi người. Ok tiếp tục chắc khói. Tôi đã bay giật đảo chị em phụ nữ được ngựa mà bị lạc vô cái đảo này là cũng hơi bị mệt đó mọi người. Ok để xem tôi có cái chắc quỷ gì đây. Hình như là đâu đó ở hướng này là mọi người, cái đảo này nó rộng lắm, nó nhiều vị trí bam lắm. Ok tôi đã phát hiện một cái chắc quỷ kia mọi người, đó chính là cái chắc quỷ còn nhện, chắc quỷ Spider đó mọi người, của Hứa Đồ Là Mình Rồ đấy, cũng rơi lắm mà nha. Một cái chắc quỷ trên 1 triệu Bailey luôn nha mọi người. Chắc quỷ này nãy giờ là chưa có luôn đúng không đấy, toàn là những cái chắc quỷ mà mới lạ không mà. Giờ ok cũng ngon đấy. Và rồi cái đám hải tặc nó lại tấn công vào cái pháo đài trên biển, chứ còn mở hình chùm thôi. Cái đám kia đâu má tiêu hết trơn rồi, chắc con người lụm hết rồi đó mọi người. Để xem thử coi ấy cha cha, còn hai thằng hả, còn hai thằng rồi. Hình chùm mang cái gì đây, phạt canh à. Ôi dồi ôi luôn, một cái chắc quỷ, đúng là cái chắc quỷ cũng chưa có nha mọi người. Nhưng mà tôi vẫn thích ra những cái chắc quỷ kiểu mà truyền thuyết đầu tiên đi. Mấy cái chắc quỷ đó mới khó, còn mấy cái chắc quỷ này kêu gì mà nó chả ra được đúng không. Sau một cái thời gian nghiên cứu thì tôi thấy rằng là cái tỷ lệ mà random hải tặc với lại là đi tìm chắc quỷ á, là nó có liên quan với nhau. Nếu mà mình đã tìm được cái chắc quỷ xịn á thì random với lại là hải tặc á mọi người là nó phèn lắm đấy mọi người, thấy không, nó phèn lắm, phèn mà phèn tới đáy luôn đó mọi người. Khi nào mà mình random nó cứ ra cái chắc quỷ xịn không, hoặc là mình đánh hải tặc nó cứ ra cái chắc quỷ xịn không, thì cái chắc quỷ bam nó sẽ không có bam chắc quỷ xịn. Nói chung là tôi thấy rằng là cái tỷ lệ đó mọi người, cái tỷ lệ là của kiểu mà của cả server luôn á. Ví dụ như là cái server VIP nhà tôi nó đang bam chắc quỷ xịn đúng không, thì random nó sẽ không có tỷ lệ ra chắc quỷ xịn, hoặc là hải tặc nó sẽ không có tỷ lệ ra cái chắc quỷ xịn, trừ khi là chúng ta phải đi ra server ngoài nha mọi người, thì lúc đó là cái tỷ lệ nó mới lại khác. Và cái tiếp tục đó chính là cái chắc quỷ bù đờ hè luôn mọi người ơi. Rồi cho mọi người một cái chắc quỷ trái 1 triệu Bailey luôn. Bình thường là tôi ghét cái chắc quỷ này lắm, nhưng mà hôm nay là cái thử thách là đi chi tìm 38 chắc quỷ. Trước mắt là nó phải ra được cái chắc quỷ này. Nếu mà nó không ra được thì coi như là thử thách thất bại rồi. Đánh mãi mới ra được cái chắc quỷ coi như là cũng tạm ổn đúng không. Kìa có người hỗ trợ kìa mọi người. Đó người hỗ trợ đó mọi người thấy không. Đó lôi đầu đi luôn ông Nana Blood. Ủa giời ơi, thì ra là có người đang sử dụng Atena Blood đó mọi người, để quýnh hỗ trợ luôn kìa. Rồi thiệt luôn đấy. Còn người mà sử dụng Atena Blood đó chắc là một nhân tố bí ẩn nào đó mọi người ơi. Giờ ok đây nè, đó chính là cái chắc quỷ Light. Một cái chắc quỷ cũng chưa có luôn. Hai tiếng người là chưa qua, tôi đã tiến tặng về cái dinh độc lập. À nhầm, dinh thự nha mọi người. Giờ ok tiếp tục gặp cái anh Diều để nói chuyện với anh. Nói chuyện sau nãy giờ random mà cho trái quỷ gì mà phèn quá cho phèn vậy. Giờ ok tiếp tục phèn nữa nha mọi người. Nó kiểu gì ông cũng cho chắc quỷ phèn thôi. Như vậy hồi nãy giờ là sần cũng kiếm được khoảng 20 chắc quỷ đó mọi người, trong khi đó là tôi phải kiếm đâu đó là khoảng 40-50 trái rồi đó nha, mới lọc ra được là 20 chắc quỷ theo kiểu mà độ là khác nhau đó mọi người. Ok tại đây tôi đã phát hiện một cái chắc quỷ mọi người ơi, một cái chắc quỷ màu xanh chớp chớp màu trắng nữa. Ôi dồi ôi, đó chính là một cái chắc quỷ truyền thuyết nữa mọi người ơi, vãi trưởng luôn. Mấy cái chắc quỷ này mới khó tìm nè. Còn mấy cái chắc quỷ mà kiểu mà dưới 1 triệu Bailey thì lúc nào mà nó trả full được, trừ khi là trên 1 triệu Bailey nó mới khó nha mọi người. Nó sẽ bị trùng lập hoặc là nó sẽ không có đủ khả năng để mà chúng ta tìm thấy nó luôn á. Nếu mà muốn tìm thấy mà đủ full 38 chắc quỷ này có thể là cái clip này phải thực hiện rất là lâu, nên là mọi người thấy rồi đấy, rất là
lâu tôi mới ra được một cái clip là như vậy đó mọi người ơi. Vô kê như vậy là đã tổng cộng là được 4 chắc quỷ truyền thiết rồi đấy nha. Rồi cho mọi người là 2 tiếng nữa cho qua đi thăm cái anh Violet, người mà được rất là nhiều người yêu mến luôn. Cứ vào rem là ghé thăm ổng à. Đó. Mà ổng nhiều khi ghét ổng lắm tại vì ổng cho có chất quỷ mà cùi đó mọi người. Vô kê chắc barrier mọi người ơi, chắc barrier nãy giờ là vẫn chưa có luôn đó nha. Có một số chất quỷ tầm thấp mà bình thường á là gặp nhiều lắm mà nay là không thấy, giống như là cái trái băng nè, trái băng này là nãy giờ là vẫn chưa tìm thấy luôn. Trái dung nham nè, trái cao su nè, rồi trái lớp rồi nè mọi người. Nãy giờ là không tìm thấy mấy cái chất quỷ đó ta. Bình thường là vẫn dễ tìm lắm, nhưng mà hôm nay là hành trình là đi tìm từng trái đấy mà nó cứ trùng lặp không mà nó trùng là quá trời trùng luôn. Vô cái chất quỷ cao su đây nè mọi người ơi. Đấy, chất quỷ nãy giờ là vẫn chưa có luôn đấy nha. Chất quỷ cao su của vua Đạt Mệnh Kỳ đi lấy phi đó mà. Nếu mà muốn full 38 chất quỷ dễ đó là tôi phải đi chay là dùng những cái chất quỷ mà rồi là trùng lặp đó mọi người. Rồi trước mắt là đi chay những cái chất quỷ mà kiểu mà tầm thấp giống như là trên 1 triệu Bali đồ, giống như là cái trăm thanh nãy giờ là không thấy nè, bột thon là vẫn chưa tìm được, rồi trái tuyết nè, đó là trái pen nè, đúng không? Nãy giờ là mấy cái chất quỷ đó là trên 1 triệu Bali đấy, trên 1 triệu Bali và là vẫn chưa có đó mọi người. Còn chất quỷ truyền thuyết thì còn thiếu mấy trái nữa. Do cái chất quỷ God mọi người ơi, nãy giờ chưa có luôn. Nghe theo cái tiếng gọi của mấy chị em phụ nữ, tôi lại tiếp tục tìm đến đây nha mọi người. Và rồi từ xa tôi lại nhìn thấy một cái chất quỷ màu tím tím, màu tím tím, một màu tím tím đó, truyền thuyết nha mọi người. Vãi trưởng chưa, vãi trưởng chưa, đó truyền thuyết. Như vậy là chỉ còn thiếu là cái chất quỷ sừ ba rít nè, tơ rét, trái bột, kitsune, trọng lực. Ôi 5 trái luôn à. Ôi dồi ôi 5 trái đằng mọi người ơi. Gỡ gì trời. Khó là khó chỗ truyền thuyết này, nhưng mà ngày hôm nay vẫn rất là nhân phẩm nha mọi người. Tìm từ hồi nãy giờ để coi coi được bao nhiêu chất quỷ truyền thuyết rồi ta. Đấy 5 trái luôn, 5 trái truyền thuyết luôn đó mọi người. Kỷ lục luôn nha. Kỷ lục mà đi lượm chất quỷ, lượm được 5 chất quỷ truyền thuyết luôn. Quá rơi rớm mọi người ơi. Thôi thì cái thử thách này nó khó quá, tôi đã quay gần một tuần lễ đó mọi người nhưng mà vẫn chưa tìm full 38 chắc quỷ. Vậy ok, để ở đây có một cái chắc quỷ tàng hình nè. Ở đây có một cái chắc quỷ tàng hình. Ôi trái lớp kìa. Ôi con gái nhà người ta tặng trái lớp luôn rồi mọi người ơi. Chắc quỷ tàng hình đó mọi người. Mới lượm chắc quỷ kia chưa đầy 20 phút nên là tôi không có thể mà nhìn thấy được cái chắc quỷ đây. Nhờ bà Huyền Nadine bả lượm giùm luôn đó mọi người. Đó, buông ra cái tàng hình liền tiếp tục luôn. Ghê cho mọi người. Đây chính là cái chắc quỷ trên 1 triệu Bali luôn đây nè. Hồi nãy giờ là vẫn chưa có chắc quỷ này luôn đó nha. Nói chung là cái thử thách này nó khó quá nên là cái thử thách mà tôi chỉ có thể là tìm được trên 30 trái thôi nha mọi người. Trên 30 trái là coi như là thành công đi đấy ha. Chứ thật sự là tìm không nổi mọi người ơi, đuối quá chắc là cũng phải quay cả tháng trời mới đủ đấy. Vô cây xong cái thời gian đi lượm rác để cho nó full hết mấy cái chất quỷ mà dưới 1 triệu Bali đấy. Nói chung là cũng đã full rồi. Còn lại là mấy cái chất quỷ là trên 1 triệu Bali với lại là cái chất quỷ truyền thuyết là hồi nãy giờ là vẫn không tìm thêm được cái chất quỷ nào cả. Nên là chắc là cũng đã đủ khoảng 30 trái rồi mọi người ơi, để xem tôi coi cái chất quỷ này nó có ra được cái chất quỷ gì mà trên cỡ 1 triệu Bali hay không nha. Để kết thúc cái video này cho nó đẹp đẹp, 31 chất quỷ cũng được. Cho 38 trái là thấy là chịu thua rồi đó mọi người. Vô cái chất quỷ ối ôi 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 trời, chất quỷ trọng lực nha mọi người, trọng lực luôn, phải chữa một cái chất quỷ truyền thuyết nữa mọi người ơi. Đấy, khúc cuối nó ra cho thêm cái chất quỷ truyền thuyết. Như vậy là chỉ còn thiếu 4 cái chất quỷ truyền thuyết là chất quỷ tơ rét nè, đúng không? Chất quỷ tơ rét, chất quỷ bột nè, chất quỷ tơ rét, chất quỷ bột, chất quỷ sibarit và cái chất quỷ kitsune. Đó, 4 trái như vậy đó mọi người. Rồi thôi, video mình xin dừng đây nha mọi người. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại video tiếp theo. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh nha Nam với nha.